Chúng tôi xuất phát từ Bào Bàng Bình Dương và đang đi trên con đường ngắn nhất để đến ngã ba Tân Phong, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Hiện giờ thì đang nằm trên xã Hiếu Liêm và chuẩn bị qua phà Hiếu Liêm để sang tỉnh Đồng Nai. Đây là một con phà nhỏ thôi, thấy nó nhỏ xíu nhưng mà nó vừa chở được hai chiếc xe du lịch đi qua. Đây, và xe chúng tôi đang dần xuống phà. Và có một điều đặc biệt vừa nhận ra, đó là con sông Đồng Nai qua đoạn này được chia thành hai phần nước rõ rệt. Phần phía trước mặt chúng tôi đây thì nó có màu đỏ phù sa, và phía bên kia nước từ hồ Trị An đổ ra nó có một màu xanh. Đây là dòng nước màu đục ngầu do sông Bé đổ ra. Xe chúng tôi đang ở trên một con phà nhỏ, cảm giác bồng bềnh thật là hấp dẫn. Ở đây là vị trí ngã ba sông, con sông Đồng Nai bên kia là sông nó đứng, nước đứng bên này nước đổ và sông Bé giáp nhau. Xuống đi, xuống.